Mẫu váy bom tấn của nhà Mega Fashion đã về rồi đây. Mẫu này thì Phương nói thật luôn là Phương đã review rất là nhiều cái kiểu như này với họa tiết khác nhau rồi, và mẫu nào về cũng bán cháy hàng hết. Nên là đợt này về được cái mẫu này là rất là mừng luôn á, bởi vì là có thể khiến cho các chị em tiếp tục mua sắm được cái dạng váy mọi người rất là thích. Mẫu này thì Phương không cần phải nói quá nhiều nữa, nhưng mà Phương sẽ nhấn lại một vài những cái điểm hay ho của nó thôi. Đầu tiên thì là cái phần cổ này, đó. Phần cổ thì được thiết kế rất là xinh luôn, là phần cổ chữ V và có hai vạt bắt chéo như thế này. Thì nó sẽ giúp chúng ta nhìn tôn vòng 1. Những ai mà vòng 1 hơi khiêm tốn thì mặc cái váy này nó sẽ giúp chúng ta nhìn đẩy vòng 1 lên nhá. Và đặc biệt là cổ chữ V nhưng mà nó cũng không lộ quá nhiều thì sẽ khiến cho chúng ta nhìn được kín đáo mà vẫn có cái phần gì đấy quyến rũ. Phần vai thì được phối một cái lớp vải màu cam này, mọi người thấy chưa? Cùng với lại phần gấu và cả phần beo luôn. Rất là tinh tế. Họa tiết thì là họa tiết hoa nhí nha cả nhà nhá. Đó, họa tiết hoa nhí cực kỳ xinh. Váy này thì sẽ có hai lớp nên là mọi người mặc thì cứ yên tâm là không bao giờ lo là bị lộ hay cái gì cả. Chân váy thì sẽ dài qua đầu gối như thế này này, nên là hầu như là những ai mà thích cái dáng váy dài thì cực kỳ phù hợp. Phương là một người rất là thích mặc dáng váy mà dài qua đầu gối như thế này. Thứ nhất là nhìn chân đang vừa dài, thứ hai là cũng che khuyết điểm chân nữa. Nhưng Phương là một người kiểu hay phải quay ngoài trời rồi quay phim này kia, cũng rất là hay va đập, nên là chân nhiều khi cũng bị những cái vết bầm. Thì khi mà mặc cái chân váy như này thì nó cũng che hết những cái khuyết điểm đó luôn. Đấy, nên là rất là tiện, kiểu đi đâu không phải nghĩ thì cứ mặc những cái đầm như này, không phải suy nghĩ gì cả. Phần trên áo thì rất là tinh tế luôn, dáng tay bồng này, xong rồi tay thì dáng lửng như thế này. Mẫu này thì cũng có đủ size cả nhà nhớ, S, M, L và XL. Nhưng tôi đang mặc là S này.